Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video nó hơi khác với những video mình hay làm thường ngày một xíu. Hôm nay mình sẽ làm video nói chuyện với các bạn. Thật ra là không nào nói chuyện được, nhưng mình sẽ kiểu như là kể cho các bạn nghe về cái thời gian rồi tại sao mình không làm video ha. Thì mình cũng tính là kết hợp nó vô một cái vlog, nhưng mà tại vì cái video đầu tiên mà mình ra trở lại nó sẽ không phải là vlog, cho nên nếu như mà mình kết hợp vô nó sẽ không có đủ thời gian các bạn, cho nên là mình quyết định làm một cái video nó riêng luôn. Tại sao đúng không, các bạn thắc mắc tại sao? Thì lý do là cái lý do thứ nhất nha, lý do thứ nhất là bởi vì các bạn biết rồi đó, lazy. Ok, dù mà các bạn có thể coi lại video cũ rồi đúng không? Mình cũng có rất là nhiều video cũ, cơ mình được gần 100 video rồi. Mình hứa với các bạn video thứ 100 trên kênh của mình sẽ là một video rất là đặc biệt, nên các bạn nhớ đón xem nha. Ok, đó là video thứ 100. Và hiện tại hình như là 90 mấy rồi đó, mình không nhớ. Rồi mình check lại kỹ nha. Ok, tiếp theo, điều thứ hai là lý do tại sao mình không làm. Bây giờ thì mình kiểu như là xây một ngày học online, mình học từ 7:40 sáng cho tới 4:10 chiều. Thật ra là có cái thời gian nghỉ trưa mấy tiếng nữa nha, chứ không phải là học liền nữa nha. Đó, và học xong thì mình chỉ muốn chơi thôi. Nhiều bữa thì có một số bài tập mình giải quyết luôn, còn nhiều bữa mình không có, mình chỉ muốn chơi thôi, mình không muốn quay. Và quay nó cũng không phải là chuyện cần thiết, cho nên mình không quay. Chỉ có học thì mình mới phải kiểu như là bắt buộc phải làm thì mình mới làm, tại vì mình học xong rồi mình lazy lắm rồi đó. Thành ra là ngoài này mình chỉnh lại cái quay xíu rồi ok hả. Ra là yes, và đó là một lý do. Lý do thứ hai, không, đó là lý do thứ hai rồi. Còn hôm nay tại sao mình lại quay trở lại là tại vì hôm nay mình có hứng trở lại rồi, và mình cũng có thể quay trở lại cho các bạn được đây. Với lại tập hiện tiếp theo mình sẽ quay thêm nhiều video nữa, thiệt là fun, thiệt là thú vị cho các bạn coi. Mình nghĩ là các bạn sẽ thích nha. Ok, thì tiếp theo mình sẽ nói về, các bạn dạo này các bạn nói như thế nào rồi? Cùng mình thì sắp có bài thi rồi, thì đầu tháng 11 mình sẽ thi. Ok, mình thấy cũng được, nhưng mà mình mới học có một tháng mấy thôi á. Tính tới cái bữa đó thì là mình học được 2 tháng, ngoan đúng không? Mình học tháng 9, học rồi tháng 9 và rồi tháng 11 mình thi, là mình học được 2 tháng rồi mình thi. Tức là thi nó lẹ ha. Còn các bạn thì sao? À, khoe với các bạn một cái tủ này. Ôi, nhìn dễ thương không? Thành con mèo nè, siêu cute luôn. Ủa, mình sẽ làm review chi tiết về cái cuốn sổ này trong một video nha. Trời, nó siêu dễ thương á. Mà mình đã trang trí được một trang đầu rồi nè. Thì mình đặt tên cái cuốn này là sổ trang trí, tại vì mình sẽ trang trí tất cả vô. Xong rồi, nhưng mà mốt mình hoặc là những cái gì mình thích thì mình sẽ viết vô đây, hoặc là mình vẽ vô đây, mình ghi vô đây. Rồi rảnh rảnh là mình sẽ lật ra mình coi. Mà nhìn con mèo này nó cũng tia thiệt luôn á. Ok, chứ thì mình không nhớ là mình đã có đăng video review Tombow chưa chưa, nhưng mà mình nhớ là mình đăng rồi. Mình nhớ là mình đăng rồi mà mình không biết là mình đăng chưa hay là mình đăng rồi. Mình cũng không biết, nhưng mà mình khoe cho các bạn Tombow của mình. Đây là Tombow. Trong cái thời gian mình không quay video thì mình đã mua tới như đây. Tại vì mình kiểu như là từ cái lần đầu tiên mà mình thử là cái set natural này, mình không nhớ mình đăng chưa nữa. Mà từ cái set natural này mình đã là ghiền luôn cái Tombow này, và mình ây da, và mình đã mua tới bây giờ luôn đó. Đây, còn một cây nữa không? Không, đó là một set Tombow là bao nhiêu cây ta? Set Tombow là 6 cây không? Mình không biết nữa. À đây nè, ổ khóa không? Nhưng mình không biết nữa. Khoan khoan, cái set cái này nó là 6 cây. Đó, từ cái set đầu tiên là mình mua cái này, với mình mua một cây planner này nữa, tại vì cái này nó rất là lạ luôn á. Trời trời. Đó, thì sau đó mình đã thêm như đây.
mình mua theo set đàng hoàng nha. Đầu tiên là set natural đúng không, sau đó mình mua botanical. Nhưng mà lúc đó mình lấy gì mà mình không quay, mình chỉ mua mình chơi thôi. Botanical, để mình coi. Cái đó nó phải nó là siêu đẹp và nó có siêu nhiều màu tươi sáng luôn. Botanical đẹp lắm. Đây, ui, một set thiệt là nhiều màu đẹp quá đi. Đó. Rồi cuối cùng là mình đặt mua như đây. Trong đó thì mình gồm có là 8 cây. Thì đầu tiên là mình đặt cái set pastel 6 cây. Ủa, không phải cái này, mà là cái này. Đó, pastel 6 cây. Sau rồi mình muốn hai cái lẻ là cái màu đỏ, tại mình chưa có cái màu đỏ nào. Với lại màu đỏ cũng dễ xài nữa, với lại cái màu để mình đi shadow cho chữ. Rồi. Với có cái viết gì lắc của Tombow này nữa, mình sẽ review cho một video khác. Còn hôm nay không phải là video review nó. Ok. Ok, mình nghĩ là được rồi ha. Không biết mình nói gì nữa. Mình không biết nên nói cái gì nữa. Và nói cái gì nữa, chia sẻ gì nữa với các bạn. Mình sẽ end ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Nhớ subscribe cho mình nha. Nhớ cho mình một like, share và subscribe nha. Bye bye.